Tại sao tất cả các vị Phật đều sinh ra ở Ấn Độ mà không phải là một quốc gia nào khác vậy sư? Chưa có là Tại nó đơn giản đơn thôi, tại vì cái Ấn Độ, cái đất ở đó là gọi là cái trung tâm của quả địa cầu. Giống như một cái con thuyền á, thì nó có một cái điểm, gọi là điểm ở chính giữa. Thì quả địa cầu mình cũng có một điểm là ở trung tâm, thì cái vùng đất trung tâm đó, đó nó nằm ở Ấn Độ. À, và cái sức nặng á, gọi là cái khả năng chịu đựng của cái quả địa cầu của mình rất là yếu. Thành ra là Đức Phật chỉ có thể đặt xuống ở cái trung tâm đó thôi. Còn nếu như Ngài xuất hiện ở cái rìa đó, bất kỳ ở cái chỗ nào khác, thì giống như là cái sự cân bằng của quả địa cầu á, nó sẽ không đảm bảo và nó có thể bị hủy. À, chính bởi vì như vậy thôi, đây là cái vấn đề hết sức đơn giản. À, còn mình có thể lý luận là tại sao cái quả địa cái trung tâm quả địa cầu lại nằm ở Ấn Độ mà không nằm ở chỗ nào khác, đó là do mình. Giống như quý vị vẽ cái vòng tròn đó, là cái tâm nó chỉ có một chỗ thôi. Quý vị đòi nó không, tôi không muốn cái tâm ở chỗ này, tôi muốn cái tâm nó nằm ở chỗ khác, cái đó là do mình tầm bậy ha. Vì Ấn Độ là bây giờ mình gọi chứ cái thời đó nha, Ấn Độ thời Đức Phật bây giờ là Ấn Độ, mình nhớ một cái chứ thời Đức Phật không có nước nào là nước Ấn Độ nha. Ấn Độ thời Đức Phật bây giờ là nước Ấn Độ. Hôm thời bây giờ cũng không gọi là Ấn Độ nữa, Đúng rồi, bán đảo Trung Ấn. không phải bây giờ nó chia ra giờ cái nước gì vậy? Nepal. À, Nepal đấy. Đúng, nếu Đức Phật đúng ra là đản sanh tại Nepal, còn hiện tại còn cái tháp. Còn giống như là một người lực sĩ mà nhảy xuống con thuyền, nhảy đầu con thuyền, mé con thuyền, hai đầu là con thuyền lật. Chỉ có nhảy xuống giữa con thuyền thì con thuyền nó chao đảo một chút rồi nó trở lại như cũ, chứ nó không có bị ngã, bị lật. Cũng vậy, Đức Phật Ngài, cái quay lực của Ngài khi mà Ngài giáng sanh á, cái quay lực khủng khiếp, trái đất rung luôn. Thì Ngài mà giáng sanh vô những nơi khác á, là cái trái đất chịu không nổi cái sự tác động. Quay lực của vị Bồ Tát kiếp chót rất là quay lực luôn.